kinh Chú Đại Bi là kinh của Phật Bà Quan Âm á hả? À, kinh Chú Đại Bi là cái kinh mà ví dụ cháu bị bệnh, cháu đọc cháu tụng mí cái tự nhiên bệnh cháu không bớt. Thì mình cầm cái tờ giấy mình đọc. Nó bày chỉ có 3 câu thôi. Chú Đại Bi này, Đại Bi chú. 3 câu mà có thấy là. Nhưng mà cháu thấy cũng hơi lạ là tại sao trên đời này có rất nhiều người đàn ông không chọn mà cô ấy lại chọn một người đã có vợ có con có gia đình rồi, tại sao lại cái số phá hoại người ta, không cái số tại ta sao cháu... cái số người ta lại phá hoại gia đình người cái ta số như người vậy? Ta nó khổ là nó vậy đó cháu, chứ không ai muốn đâu. Vì nói cháu không ai muốn cái chuyện đó. Không ai muốn cái chuyện đó, nhưng mà cái số bạn cho bác này hiểu, nó ghi cho bác này bắt đầu có phần này không, nhưng mà bác không có 3 câu à. Nhưng mà gì Bích biết không, cháu rất là buồn cái chuyện này. Tại cháu một năm á, cháu ở nhà cháu không đi làm được, cháu ở nhà mà cháu cứ nhìn cảnh thấy chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, hết qua đây xong chạy qua kia, hết bên kia chạy qua đây chạy qua chạy lại. Ba cháu cũng già rồi, ba cháu cũng vui vẻ thôi, cháu cũng muốn bỏ đi bình thường đấy. Cháu muốn bỏ đi cho khác đừng, nhưng mà đừng, cháu đừng có chấp như vậy, là cháu đừng có bao giờ cháu chấp ba cháu. Cháu như vậy cháu chấp có nghĩa là cháu vẫn còn sân si lắm, mình chấp lắm. Mình phải từ bỏ dẹp ngay ý nghĩ đó. Chẳng thà cháu đi ra ngoài cháu không nhìn thấy cảnh đó nữa, tại vì cháu nhìn thấy cảnh đó thì cháu chịu không nổi. Cháu đi làm với mẹ đó, thì cháu làm với mẹ, nhưng mà cháu không chịu cảnh mà chạy qua chạy lại cho nên bây giờ gì nói cháu nghe. Bây giờ em Thảo thì nó cũng lớn rồi, nó cũng có công ăn việc làm, nó tự lập mà nó cũng có nghị lực đó. Dì có nói công nhận con nó cũng thông minh mà có nghị lực. Rồi là dì Bích thì cũng tội nghiệp chứ, bây giờ cũng già rồi, cháu năm mươi mấy gần 60 rồi, mẹ cháu cũng vậy, thì thôi ở nước ngoài có ai thì thôi tuổi thì dạ thôi. Nhưng mà bà không tốt. Đó, không tốt kệ bạn cháu à, bây giờ người ta không tốt kệ người ta, mình cứ là mình cứ thành tâm mình tốt, mình cứ đạo đức đi thì trời Phật gia hộ cho mình. Chứ con đừng có suy nghĩ những chuyện đó, con suy nghĩ những chuyện đó tự nhiên làm con đau đầu. Tự nhiên cái việc của người ta không đau đầu, mình đau đầu dùm cho người ta cho nó khổ vậy. Mình tự nhiên mình mang cái khổ vô mình. Mình sống thoải mái đi, mình quên đi, mình không thèm suy nghĩ nữa. Coi cái chuyện đó chuyện của ông cha bà mẹ mình tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ biết á là tôi học nè, tôi làm có một cái nghề nghiệp để nuôi sống bản thân tôi, và sau này á, là tôi giúp đỡ bố mẹ tôi khi về già. Cháu được cũng chưa? Có Facebook với chuyện cháu nói với cảnh sát á, cháu nói là khi mà ba cháu đi quen một người khác mà anh ấy có vợ rồi, ông đó có vợ rồi, cháu lại bị cái nhân quả là người khác có vợ quen lại cháu, muốn theo đuổi cháu, nhưng mà cháu dứt tâm là cháu bỏ là bỏ, người ta đã có vợ rồi cháu dứt tâm bỏ là bỏ. Thì cháu nghĩ dì Bích bên đó cũng có thể làm được, tại vì nếu mà bà dứt tâm bà bỏ được ba cháu thì cháu rất là mừng, tại vì ba cháu đã có vợ rồi. Dì nói cháu thì nghe. cháu không muốn cái nhân quả nó lại đưa lại về, nó lại trở ngược lại cho cháu, thì cháu không muốn như vậy. Bây giờ bà già không, đừng có chấp cháu. Bà già rồi, cháu già hết cháu không rồi. Có chấp, nhưng mà cha mẹ cháu kể cả dì Bích cũng già rồi, thôi cho qua đi cháu. Mình cái tâm của mình. Alo con hả, Vũ hả? Vũ nó gọi. Đức hả? Đức gọi. Vũ á. Thằng Vũ. Mà cháu cũng ráng quên đi rồi, nhưng mà cháu quên đi. Dạ. Về Việt Nam là quên hết. Dạ. Thôi, về Việt Nam là quên hết cháu ạ. Đừng có, mình đừng có suy nghĩ nữa. Dạ. Không có lợi ích gì đâu. Dạ. Nó hại sức khỏe cháu chứ được cái gì đâu mà. Thì cháu cũng ráng quên mà quên không được, tại cháu ở sống trong nhà cháu nhìn thấy cảnh chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cháu chịu không cháu nói. Phải từ tâm đi, cháu từ tâm đi, từ bi hỷ xả đi, mình xả hết, xả hết con à. Xả hết, không suy nghĩ. Nhưng mà cái chuyện đó thì cũng mấy chục năm rồi, cháu cũng không nói đới tới, nhưng mà cháu cứ bực mình hoài không biết tại sao. Đừng có buồn. Con hả? Ừ, có gì không? Ồ vậy hả? Tự nhiên hay là bấm lộn rồi. Vậy nha. À rồi. Cái gì vậy? Ấm cho thằng